Kiều nữ Ngọc Lan sau 13 năm, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên lận đận. Sau thành công của bộ phim Kiều nữ và đại gia, Ngọc Lan được đông đảo khán giả yêu mến nhờ thực lực diễn xuất cùng với vẻ ngoài xinh đẹp. Đã 13 năm kể từ khi Kiều nữ và đại gia được phát sóng, Ngọc Lan vẫn luôn là cái tên sáng giá của làng phim Việt. Bộ phim truyền hình nổi tiếng của đạo diễn Nguyễn Võ Duy Ngọc được phát sóng vào năm 2008, gồm 30 tập, đã đưa tên tuổi của ba nàng kiều nữ Phương Hồng do Ngọc Lan đóng, Quỳnh Hoa do Thùy Lâm đóng và Diễm Kiều do Lý Nhã Kỳ thủ vai đến gần hơn với công chúng. Và sau 13 năm kể từ khi bộ phim ăn khách này lên sóng, trong khi Thùy Lâm thì đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2018, kết hôn rồi rời xa làng giải trí, Lý Nhã Kỳ thì tập trung kinh doanh và trở thành người giàu nhất nhì showbiz Việt, thì Ngọc Lan vẫn mặn mà với màn ảnh. Đã hơn một thập kỷ, cô đạt được nhiều thăng hoa trong sự nghiệp lẫn diễn xuất của mình. Cuối năm 2020, Ngọc Lan được xướng tên ở hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 40 với vai diễn Dì Trang trong phim Lục Trời. Đây là lần thứ hai cô nhận được danh hiệu danh giá này. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình sự nghiệp của nữ diễn viên được xem là đóa hoa đa sắc thái của truyền hình Việt nha. Cú hit để đời với vai diễn Phương Hồng trong bộ phim Kiều nữ và đại gia vào năm 2008 đã đưa Ngọc Lan một bước trở thành gương mặt sáng giá của truyền hình Việt và đem về cho cô vô vàn cơ hội xuất hiện trong loạt phim ăn khách như Cổng Mặt Trời, Tình Yêu Pha Lê, Ngõ Vắng, Hai Người Vợ, Ải Trần Gian, Nó Là Con Tôi, Mặn Hơn Muối, Gia Đình Hòa Thuận. Đặc biệt, Ngọc Lan khá có duyên với những nhân vật nữ tên Hồng. Tuy nhiên thì kiều nữ Phương Hồng mới chính là nhân vật đặc trưng mà cho cô đến với khán giả gần hơn và nhớ mãi về Ngọc Lan bằng danh xưng này. Không xuất hiện từ trường lớp hay có sự hậu thuẫn của bất kỳ ai, sau nhiều năm Ngọc Lan vẫn ghi dấu ấn nhờ thực lực và sự cố gắng với niềm đam mê của mình. Hiện tại cô đã là nữ diễn viên nổi tiếng, có cho mình một vũ trụ phim truyền hình mang tên Ngọc Lan với đa dạng những vai diễn, đều được xem là vai diễn để đời của kiều nữ năm ấy. Vai Hương Thảo trong Thuyền Giấy năm 2003 mang về cho Ngọc Lan giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần đầu tiên tại Liên hoan phim toàn quốc năm 2003, cùng với danh hiệu danh giá tương tự HTV RA 2014 và Cánh Diều Vàng 2014. Nhân vật do Ngọc Lan đảm nhận chiếm trọn tình cảm của khán giả khi cô lột tả được chân thật thân phận của những người phụ nữ vùng quê tảo tần nắng sớm chiều mưa chăm lo cho gia đình và cuộc sống. Nếu như điện ảnh từng chứng kiến Trương Ngọc Ánh đối diện với nỗi đau mất con trong Áo Lụa Hà Đông, thì phần cảnh mất con của Ngọc Lan trong Thuyền Giấy là một trong những phân cảnh ám ảnh nhất của truyền hình. Một trong những vai phản diện đặc sắc nhất gần đây của Ngọc Lan có thể kể đến Phương Nga trong Bán Chồng năm 2019 và Dì Trang trong Lực Trời. Kinh nghiệm diễn xuất dày dặn cùng với sự chọn lọc, chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn đã giúp cô dễ dàng hoàn thành tốt và nhận về sự yêu mến của công chúng. Sau hơn một thập kỷ thì diễn xuất của Ngọc Lan không ai có thể phủ nhận, thăng hoa có lẽ là từ ngữ chính xác nhất để dùng miêu tả sự nghiệp của nàng kiều nữ Phương Hồng trong làng phim Việt. Sự nghiệp thăng hoa nhưng tình duyên lại lận đận. Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm lẫn hôn nhân, hiện tại Ngọc Lan đang làm mẹ đơn thân, chăm sóc cậu con trai Lois được chào đời vào năm 2016. Không như những cặp đôi ồn ào hậu chia tay, cô và chồng cũ là diễn viên Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ dĩ hòa dư ví và kết thúc trong im đẹp. Ngọc Lan đón nhận mọi chuyện trong tâm thế lạc quan, vui vẻ, cô cũng không hề bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực xung quanh tác động.